ông cũng cố gắng để mà đi đi làm thuê xong là tích góp được tiền. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là thứ nhất thì là được là thêm là hai chị là Nguyệt Thúy hỗ trợ về cái phần sơn, và thứ hai thì được hai chị là Nguyệt Thúy hỗ trợ thêm là cái phần làm mái hiên nữa. Và trong thời gian mà đợi chờ mà làm cái cửa đấy cô bác, thì cháu Lực sẽ lựa chọn là đi vào và cho mấy anh em thợ sơn là đi vào sơn trước đấy. Tuy nhiên thì là mấy hôm nay cô bác ạ, là anh em thợ sơn thì cũng đã lên tới nhà của hai ông cháu rồi đấy, nhưng mà do là anh em có bảo với cháu Lực rằng là cái tường của bác là vẫn còn là bị ướt, thành ra là chưa có thể mà đi vào và sơn được. Và cộng thêm là mấy ngày hôm nay thì là ngày mưa của bác ạ, thành ra là mấy anh em thể không thể sơn được. Và đến ngày hôm nay thì trời bắt đầu là mới chuyển nắng lên được là một chút thôi các bác, hay chuyển nắng lên được một chút thôi. Thì vừa rồi thì cháu Lực cũng đã điện cho mấy anh em thợ sơn rồi, thì cũng đã nói đấy, cũng đã nói thì là sẽ có một số các bác khán giả sẽ nói rằng tại sao lại là lâu thế mà chưa có sơn đâu bác. Và cái lý do hiện tại là chưa sơn được thì do là phần tường là chưa được bị khô đấy, chưa được bảo đảm, cho nên là mấy anh em thợ sơn thì không dám sơn. Khi mà sau này sơn thì nếu mà nó đang trong quá trình bị ướt ấy, sợ rằng là nó bị bong ra cô bác ạ. Và rất là mong các bác thông cảm về cái phần sơn của bác nhé. Và ngày hôm nay thì cháu Lực lại lên thì tiếp tục là nhận được một cái phần quà là của gia đình của bà là Mai Phong. Bà Mai Phong với lại là thêm là chú Đức. Đấy, là gia đình của bà Mai Phong là tiếp tục gửi cho cháu Lực là 500.000. Đấy, 500.000 thì trong đó thì là mua gạo là 20 cân thì là hết là 400.000 rồi, thì còn 100.000 thì bà là cho cháu Lực để làm kinh phí rồi sang đi lại. Hầu như là tháng nào thì cũng được đều là gia đình là bà Mai Phong gửi gạo cho ông. Đấy, tuy nhiên là cũng không gọi là để mà nhiều thì cũng gọi là nhiều, nhưng mà đây là cái tấm lòng của bà Mai Phong. Hàng tháng thì bà đã gửi cho hai ông cháu về cái phần gạo này. Như gạo này thì có thể là một tháng thì ông có thể là ăn thì đâu đó là tầm độ được 2 tuần chẳng hạn các bác. Đấy, không được một tháng thì cũng được đâu đó là 2 tuần. Thì cũng thay mặt là ông Sò với lại là cháu Mạnh gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong, và chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi gửi cái phần quà của bà Mai Phong tới cho ông Sò các bác nhé. Này 20 cân thì đối với lại là sức của cháu Lực thì vừa sức của bác ạ. Để mà nặng quá thì nó không có nặng. Nhà ông thì các bác theo dõi từ những cái video trước thì các bác cũng đã nhìn thấy biết cái cung đường rồi các bác. Cung đường nhà hai ông cháu thì xe máy là chỉ đến chỗ đằng sau cháu Lực thôi, còn là đi bộ thì đi một đoạn. Ôi, chỗ này thì có vẻ như là không biết là có phải là ông Sò trồng không. Đấy là có một vườn rau cải nho nhỏ. Bà Mai Phong thì gửi cho cháu Lực là được tầm độ là 3-4 ngày rồi các bác. Gửi được cho cháu Lực là 3-4 ngày rồi, nhưng mà tuy nhiên là cháu Lực chưa xuống được nhà hai ông cháu, thành ra là hôm nay thì mới xuống được.
Ở đây thì có mấy cây rất là to của bác này, cây này nhưng mà không biết là có phải là con sò không ấy. Ông sò thì đang chuẩn bị làm thêm là chuồng trâu của bác ạ. Khi mà hoàn thiện nhà đấy, hoàn thiện nhà thì gia súc gia cầm thì chỗ ở chả có, thành ra là mà ông cũng cố gắng để mà đi đi làm thuê xong là tích góp được tiền, đi thuê thợ về cho người ta xẻ cây xong mà để mà làm dựng cái nhà chuồng trâu cho lợn để mà ở. Hay cũng cộng thêm là để mà làm thêm một cái phần bếp cho ông nữa, cái bếp củi ấy các bác. Cái thửa ruộng ở bên dưới thì các bác nhìn thấy đây rằng là bông lúa rất là ít. Nếu mà một cánh đồng ruộng mà toàn như thế thì là phải nói là bị thiệt hại rất là nặng. Đây, thứ nhất là chắc là do là cái cách chăm sóc đấy các bác không có được là tốt. Với lại là năm nay thì hầu như là gia đình nhà cũng gặp phải là cái tình trạng là hạn hán, là cái bông lúa này của bác này bị úa vàng này, rồi bị héo ấy. Các bác nhìn thấy là có rất là nhiều cái bông lúa mà bị héo héo rồi. Có vẻ như nhìn thấy từ xa thì thấy thấy có thêm là 2-3 người các bác ạ, nhưng mà không biết là có phải là thợ để mà cưa xẻ gỗ không. Ô, thấy là ông chặt ra rất là nhiều cây gỗ các bác ạ. Chắc là phải rồi. Mấy cái video trước thì ông cũng chia sẻ đấy các bác, thì chuẩn bị là làm thêm cái chuồng trâu á. Mấy ngày hôm nay thì trong quá trình mà đang đậy cửa các bác ạ, cửa thì đo đạc xong thì ít nhất là cũng phải được tầm phải hơn tuần thì mới xong một cái bộ cửa, với lại là thêm là cái mái hiên nữa, phát sinh thêm mái hiên nữa. Mấy ngày hụt xuống thì không biết là liệu là chó của ông còn nhận ra không ấy. Nào 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 nào, chó thì đôi khi là nó chỉ ngửi thôi, nó biết là biết rồi. Ây giời. Chào anh Phong nhá. Chào em nhá, hôm nay vất vả thế, bác cho anh à? Dạ. Ủa anh á? Ừ. Định cho anh nhưng mà nhà anh năm nay thu hoạch được nhiều thóc quá rồi. Anh năm nay thôi, chào nhá. Làm thế nào rồi, anh cho xong chưa? Chưa, bắt đầu. Chưa. Cưa được mấy cột rồi ông? Chào chào bác nhá. Mới về làm. Đây 30.000 nhá. Cái bô gì bé bé tí là 30.000 này. Đấy ông á, đã gửi lời chào tới các bác không? Chào các em các chị nhá. Hôm nay nhà ông làm cái gì ấy? Hả? Hôm nay ông làm thêm cái gì ấy? Không, ông làm cột nhà. Làm cột nhà. Chuồng trâu. Chuồng trâu hay cột nhà? Chuồng trâu đấy. Vâng. Chuồng trâu nhà. Vâng. Đấy, ông ra đây để cháu gửi cái phần quà này cho ông đấy. Ông cất gạo này đi nhá. 20 cân là tiếp tục là được bà Mai Phong là bà ấy gửi cho ông. Thì hầu như là bà Mai Phong thì tháng nào cũng gửi cho ông là gạo này. Thì ông gửi một lời cảm ơn tới bà và gia đình của bà. Xin cảm ơn chị nha. Cái gạo giúp tôi bây giờ đang làm nhà, làm chuồng trâu. Không hết gạo rồi. Tôi xin cảm ơn chị đã giúp đến. Xin chúc mừng Mường Khê, các chị các em Mường Khê nhá. Chúc cho gia đình mình khỏe tốt đẹp nhá. Đấy ông ông cất cất gạo đi vào trong kia nhá. Cửa kiếc mọi cái thì vẫn chưa có
đang đo rồi cô bác, nhưng mà chưa có làm. Sau này thì dư ra một cái mái hiên là tít đằng sau anh phòng nữa. Đấy không? Ui, nhà cửa có vẻ lâu sạch sẽ đấy không nhỉ? Ông thì ở nhà thì thường thường là những lúc mà rảnh rỗi đấy các bác, ông có dùng cái con kia cho anh em về hồ lắc chùm cho ông này. À 15 người. Ồ. Chưa hết. 15 người là ăn cơm ở đây luôn không? Hai mâm đầy. Được hai mâm đầy à? Vâng. À. Được hai mâm như hôm nọ liên hoan đúng không? Vâng. Con này nặng quá nhỉ. Vâng. Để mú ở đây một tí đã. Ôi này con gì vào nhiều đấy ông nhỉ? Muối à? Ồ. Này hôm qua có vẻ mưa không nhỉ? Hôm kia đi. À. Đấy được một bát to. À, ở đây này cô bác này có con muối này nhiều lắm. Ơ cái này đâu rồi ông? Hả? Cái này đâu rồi? Đây. Ông phải để cái này lót ông nhá. Muối nhiều lắm thì lấy ra. Rồi. Không là mấy nữa nó bị tắc. Chui đi. Con muối này thì nó rơi vào gì nó cũng không sao cả, nhưng mà chỉ sợ rằng nó cái rẻ thôi. Cái gì đây ông? Chặt cái cây có con sâu. À, con sâu gì đây ông? Chị nhé. À, con sâu tre các bác ạ. Chặt ở cái tre. Cái này là để rang lên ăn không nhỉ? Hiện tại thì chưa lắp từng phửa cửa đấy các bác, cho nên là buổi đêm là con muối bay ra rất là nhiều. Mấy hôm nay là đang chuẩn bị mưa. Đây này là bóng bên ngoài đấy. Cho lên này anh Phong. Cho xem một tí nào. Wow. Mùa này có vẻ đến cuối mùa cho con to đấy ông nhỉ? Đây các bác nhìn này các bác này, chằng chằng nón nón này. Con này thì để mà rang lên các bác nhá. Ăn rất là ngậy. Rất là béo. Đây đó mua là 500.000 ấy. 1 cân 500.000 á? Này mà lấy được cũng 1 cân là 500.000 các bác này, rất là đắt, đắt đỏ. Cũng dạng. Con mà có phải có phép. À, nó không cho chặt à? Đây ông này có vẻ là lắm tiền đấy không á? Cái túi ông nọ ông không đeo à? Chẳng biết đi đâu rồi, chị không thấy. Ồ. Sợ mạnh này cầm đi đâu á? Đi đâu chơi. Ừ. Đây là cái cung trình phụ của ông bác ạ. Thuê bác hai bố con nhà anh Phòng ra để mà làm. Nay thì làm như này thì hôm nào được dựng đấy không? Tầm 1 tháng không anh Phong? Không đến đâu à? 20 ngày. Thế là chứng tỏ là cũng cột to lắm này cô bác này. Một cột của nó ít nhất là cái đường kính của nó phải tầm độ 50 phân. 9 người cũng được. 9 người á? Ôi rồi. Cái cột đỏ đỏ này anh? Ừ, đúng rồi. Cột này cây gì đây anh? Cây sâu đấy. Nhộ à? Cây này có phải cây ngứa ngứa kia không? Không ngủ ấy. Cái cây này không biết là bao nhiêu tạ đây cô bác này. 9 người mới khanh được. À. Quả nó ăn được đúng không? Chua chua đúng không? Mấy mọc hạt đấy. À. Ăn hơi ngọt chất chất. Ăn quả nó chất chất chất. Vâng. Thuộc dạng như kiểu là như kiểu lá cách sung đúng không bác ạ? Nó giống giống thế. Năm trước con cây về ăn cỏ lắm. Cái cột này là cột to nhất này. Nhưng mà cái cột này là bằng cái chảo thôi. Nó không nồng bằng cái kia. Tao bảo không có tiền mua. Đây. Vâng.
Nói về cái phần quả chuồng trâu này các bác này thì là gia đình là ông là tự làm. À này có mấy cột là cột cú à ông? À cột này sẽ nấu rồi. Vâng. Mua anh em ta sẽ nấu. Chỗ này thì hoàn toàn là đục bằng tay đúng không bác này? Thấy là cái đục của bác là đục này. Hôm nay là dùng máy cưa vào một lần đấy xong là mới đục. Anh Phòng thì có vẻ như là đang gặp trục trặc về cái máy cưa này. Cưa mãi không được. Có phải do bơ di không anh? Có phải do bơ di không? Anh vừa lấy bơ di mới, không phải. Cái con máy cưa của anh Phòng này thì là mua đâu đó là cũng phải tầm độ là mười mấy triệu đấy anh nhỉ? Hơn chục triệu con máy này à? Mua được mấy năm rồi con này? Cái trước này là cái thứ gì đây Phòng? Đi chỉ chết đấy. Chết không? Cái nào mà là cái đấy? Anh Phòng thì có vẻ như là anh ấy vừa biết về làm phay, vừa biết làm bằng gỗ đây. Sàn gỗ. Nhà này thì lấy bao nhiêu mét đây? Ôi, gặp nhau vướng rồi, hả ta vay ơi. Ừ. Chắc phải dài nó phải... Vâng, đây, đây. Mét này. Vâng, mấy chú cá này. Cô này làm gì được 9 mét hay không? Nhé. Anh bảo tổng phải chiều dài của nhà mà. À. 4... Còn cái cột này không lấy đâu. 4 mét 50. Còn mét dưới nhỉ? Còn mấy? Còn... Cột dài kia là 5 mét mấy. Là 5 mét mấy là không thân nhà đấy. Những cột thì thẳng, còn những cột thì cong rất là nhiều. Những cột này lốm nọ là lên trên rừng phải không? Chặt hết à? Chặt ở tầng trên rừng đeo. Đây còn thiếu 3 cột nữa à? Cái nhà là 24 cột. Nhà này 24 cột á? 25 cột. Chỉ có thiếu 5 cột nữa là thì là hầu như là. Đây là chuồng trâu của ông thì sau này ăn cái thịt của ông đúng không? Còn 3 đây. Đâu nào là phải đào thêm ông thế này. À nó cái thử dụng nghe đấy. Sau này là số của ông ở đây cũng khá là rộng rãi đúng không? Có một cái ngôi nhà ở bên này, cộng thêm cái này là một cái công trình phụ nhé, công trâu đấy. Làm mực. Đây là cái gọi là cái dây mực này của bác này. Để mà thay cái như kiểu dạng là khi mà mình làm nhà ấy mình kéo cái dây cước nhỉ? Đúng rồi đấy, chính xác thế là thay dây cước đấy. Nhưng mà cái dây này là nó còn cái dây này là nó tí khi mà bác đánh xong ấy là kéo đi là bắn là nó có vết mực trở lại. Còn cái cây này là thước đo. Hoàn toàn là làm bằng thủ công hết được không? Mỗi tội là có cái máy này để mà coi như là
là đục lố rồi nhỉ. Nhưng mà em thấy là cái này là vẫn còn nhỏ ấy nhỉ. À, dưới nhà em ra bố em dùng cái to mà cái này ấy. Nhiều loại lắm. Này là em chở tay một tí. Ừ. Đi. Không biết làm mà tí làm hỏng ấy. Không thể hỏng được mà đi chở tay một tí. Còn làm hỏng. Cao hỏng được. Đấy, em chở tay. Đây là anh đục sắn lỗ đây là cứ việc làm theo đúng không? Đúng rồi đấy. Cái này là ông có làm không? Hay là chỉ mỗi ông, chỉ mỗi bác với lại là anh làm thôi? Là làm mà chủ châu ấy cho nên là nó cũng cũng phức tạp như kiểu mình làm nhà ở các bác ạ. Nhà ở thì người ta làm cục hơn. Ta lấy bào vàng. Chúng ta xem có giống như viên gầy không đợi em mình xây không? Ngồi xuống nó phải đủ thôi. Này là nếu mà anh không dùng máy cưa để mà đục một lỗ là hơi lâu thì lâu đấy. Lâu đấy nhỉ, chị bác nhỉ, cái này. Nếu mà không sử dụng máy cưa này để mà làm ấy thì chắc là chậm hơn đúng không? Chắc chỉ được một lỗ và một cột như này thôi. Sau một thời gian đục vài ba phút thì cũng đo tầm độ là 2-3 phân tí à đâu 3-4 phân đâu thí ông như là đang dọn dẹp ở bên kia là để làm bô mát không bô mát ra không để bô để là ông người nào. Đây, đẹp lên mà anh đưa vào. Cái cột anh còn nằm tí nữa. Nằm tí thấy mỏi hết tay rồi. Cái mực này coi như là làm như là một cái bút đây nhỉ bác nhỉ? Cái này là pin đèn pin đấy, nó mới dính đấy. Nhưng mà lấy cái than gì nó làm nó không dính cái pin dính pin hỏng ấy. Đây là cái mực đen đen của bác này là cái cục pin mà pin con thỏ ấy. Pin con thỏ ấy, nhưng mà tôi nói là to. Cái loại pin cao trước ấy. Vâng. Nó có cái loại hết mức. Không biết là ra phía bên này đâu không? Nhà này thì làm mấy nữa là ông sẽ vớ đi hết cho bác ở nhà đấy. Đây là ông dọn thì mình đào không cái này. Đây là đi đổi công người đào nữa à? Người này nhớ được bao nhiêu? Thành quá.
không ai hộ nhà ông nhỉ? Nhà ông là muốn chuẩn bị là được gạt này, nó nói cho một tuần nữa thôi. Vâng. Gặp lúa xong thì nếu mà người ta ra hộ mà lấy không thì mình lấy có người hộ thì là mình nó không kè đến từ đâu. Kè một nửa ruộng đấy ạ. Làm cái chuồng trâu gần ở đây thì nó cũng ta không hẳn là gần nhà quá không bác ạ. Chuồng gà bộ trái này, chuồng như bây giờ gọi là chuồng gà thôi nhưng mà cứ nhốt được gà rồi. Đúng không? Còn hết rồi. Vào. Tôi tháo đi không? Gà ông bây giờ còn bao nhiêu con đấy? 4 con rồi. Con bò thì cũng có một đàn gà đấy các bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là bị gà của ông là bị dịch. Thực ra là cũng mất hết. Không biết là một người nào đây tìm gì không biết mấy giây sao không ạ. Là người ta nói sâu là người nào buộc dây thì người đấy mở cũng mở được. Ông buộc lắng nhằng như cái dây những cái màng nhện này thứ nhất là nó phá hủy gì đâu. Ở dưới kia cũng còn một cái đâu. Chân nó. Con bò không đâu. Đây con bò không ấy? Con bò chó ấy thầy. Nó không là một tí là hồi đâu là cứ gái gái nữa. Bây giờ gà thì cũng không còn, thành ra là cũng tháo bớt ra này cô bác ạ. Cái này chắc là chỉ làm thủ lý không? Ôi, ôi mát này đâu rồi? Chỉ như nào nha. Đây cứ hết đâu ạ. Có thể chạm được không ạ? Hôm nay đi xuống nhà ông để cũng có thêm là cái công việc nhỏ quá. Ngoài là mình có quà của gia đình của bà Mai Phong cho ông. Xuống thấy là
ông này cũng đang chuẩn bị lại dựng thêm cái lán với chuồng trâu. Đây cái này để chút ông ạ. Cái bình nước này ông không đẩy ra đi không? Cho cái thủ. Mấy hôm nay đeo nhỉ? Hôm nay thì là mưa này. Cái bạt này thì máy nứa là ông không thể dùng nứa rồi các bạn đấy. Vì là nó bị mục nhiều quá rồi các bạn này. Nay là buổi tối là ông với Mạnh là buổi tối là ông với Mạnh, nếu mà hôm nào Mạnh về là hai ông cháu nó cũng sẽ ngủ đây ấy nhỉ. Vì là nhà mới ông bảo là chọn ngày nào mà đẹp thì ông mới lên quá. Lên thì nó mới may mắn được. Mất công làm bao nhiêu thời gian, chọn bao nhiêu ngày, tốn bao nhiêu tiền khổ thì mình làm đến lúc mà mình phải chờ đợi một tí cái ngày nào mà được ấy. Còn những ngày nào mà gió to ấy thì có thể là bảo ông là đây bị nhà mới thì ngủ những nhà mà làm xong chỉnh phục của ông đấy nhỉ, không vội vàng hấp tấp rồi. Hàng này hàng gì đâu? Thế đất của nhà hai ông cháu này thì từ trước mấy đạo nền nhà này các bác nhìn thấy rồi, rằng là nó cũng không rằng là đất cắt rất là nhiều quá. Còn về công trình phụ này thì là ông là tự phát sinh là tự làm đúng không ấy? Cái này là không có liên quan gì, chỉ có gọi là đi xuống để thấy mấy anh thợ làm cùng anh em ngoài phòng, cái này là bác là chơi với nhau tí không? Cái cuộc này là hôm qua là với bác không biết ông. Dạ anh em hàng xóm là ra có bác ạ. Cô đã. Đây cũng là một ngày ấy bác nhỉ? Một ngày đấy. Ok. Cái bên này là làm nó to hơn hả anh? Cái này nó không có tay. Cái bên từng âm đây. Vâng. Cái này phần dưới. Vì thế phần sàn của nó thì cao mấy mét đây? Mét 7. Bắt đầu từ cái lỗ anh đục lên trên này là chứ nếu mà người ở trên này thì lỗ này lên. Nếu mà làm ngôi nhà sàn đâu bác ấy, ngôi nhà sàn để mình ở là nó rất là cầu kỳ đâu bác ạ. Nhà đấy là xây hồi ấy nữa, là con trâu nó để rơm đây có một cái to này này, còn cái này đục nhanh hơn à. Đây thì dấu đó là tầm độ là 3 ngón tay các bác ạ. Đồ nghề của bác thì chắc là bác là cũng là nếu mà ai thuê làm mà những việc mà nhà hay là làm thủ công được không?
chỉ ở bên này thì à, nhà cửa mọi cái cũng ở thế đấy. Trước luôn bác, ở bên chưa có gì là thay đổi nhiều cả. Trong nhà hiện tại là cũng được, vẫn chưa sắm thêm là đồ gì cả. Cũng chỉ có là hiện tại thì được là bà Vương Kim Thanh là gửi cho ông là một chiếc giường đâu bác, một chiếc giường thôi. Sau khi mà hoàn thiện là cái phần cửa này các bác này, cửa này mọi cái rồi bà có được xem tổng lại số tiền xem là còn là âm hay là còn dư ra bao nhiêu đấy. Nhưng mà theo cái lúc đầu mà nó được tính đâu bác, thì nếu mà để nó nhận được cái khoản phí là 190 triệu là chỉ đủ để mà làm nhà cũng như là lắp cửa mọi cái thôi đấy. Còn là và trong đó thì thêm còn phát sinh ra thêm là một số nữa, phát sinh ra đâu đó thì cũng phải tôi tầm độ là nó được cũng tính lại sổ đâu đó tầm độ là phát sinh thêm là mười mấy 20 triệu đúng không bác? Mười mấy hai mươi triệu mà phát sinh rồi còn về cái phần sau này là lắp ở đây thì cũng chạm biết được đúng không này, chạm biết được trên này, chạm biết cái là thêm là dưới đây là đồ 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 đồ
làm thêm cả. Đấy, có thể là trời nắng như này, thường nó khô thì ngày mai thì mới đi vào sơn được. Sơn được thì tớ được cũng xin được là kết thúc cái video này đây các bạn ạ. Được rồi, nó khá là dài luôn. Ông thì là mình đặt như là bóc lá cây. Cái này phải bóc cái một cái như nào không? Để cho ông tiếp tục là công việc của ông làm thì các bạn cũng xin được là chia sẻ từ đây các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại yêu bà con chú chị sống tiếp theo trên kênh nhà bọn em. Xin chào các bác. Chào các anh các chị nha. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.